Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định khung tiêu chuẩn, chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo thuộc Trung ương quản lý. Đây được coi là khung tiêu chuẩn cụ thể đầu tiên của Bộ Chính trị từ trước đến nay. Quy định số 89 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn, chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong khi đó, quy định số 90 quy định về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh.